thật lòng em yêu người một đời nhân yến cơ man ý anh ý đẹp trời ban hướng trăm đêm giao thừa. Tạm thời tắt để quay và nói cho anh em biết này, một con đầu V6 bản cao cấp nhất hiện nay về đầu ô tô, vì đang sử dụng một cái mạch cao nhất là mạch V6 có giải mã mạch quản lý nguồn IC công suất, nói chung là rất đầy đủ. Con này là bảng mạch em ở trên Zalo em đã nói rất nhiều cho anh em rồi, đã chi tiết rồi. Thì hiện giờ đây, sức mạnh của nó là đây anh em nhé, tính năng đầy đủ mọi thứ, CD, USB, thẻ nhớ, Bluetooth, rồi audio in out, âm đi ngoài, áo súc, tai nghe đầy đủ. Thì đây bây giờ em đang mở cho anh em 4 con loa, một cặp Tannoy, một cặp Tannoy và một cặp Pioneer CS77 Bass 30. Đây, cho anh em thấy đồ khủng của nó nhá. Hai loa hai bên. Đấy, hai loa hai bên với một đôi Tannoy. Bây giờ em mở cho anh em, thế này là anh em biết này, chơi 4 loa này. Mở tiếng gần trung bình. Đấy, mở tiếng gần trung bình. Loa đây ạ. À. Thật lòng em yêu người một đời nhân nghĩa cầu mang ý anh ý đẹp trời ban hướng trăm đêm sau chơi một lúc bốn loa luôn mà âm lượng cũng đang để mức 40%. Bốn loa bốn loa luôn, một đôi Tannoy Mercury M20, một đôi Pioneer CS77, đánh một lúc bốn loa, bát 20, bát 30, vô tư. Ok nha, bốn loa thực tế luôn nha. Đánh một lúc bốn loa luôn thì không phải nghĩ luôn, thực tế luôn. Xin cảm ơn anh em. Anh em thấy sức mạnh của V6 là biết rồi đấy. Chơi kiểu gì được.